Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Và sau đây là bài hướng dẫn tạo hiệu ứng kiểu lưới tổ ong cho phần tử hình ảnh bằng cách sử dụng cái FX New Spring. Thì cái phần tử hình ảnh ở đây mình muốn nói đó là hình ảnh này, nó là video này, nó là chữ này, nó là một tấm nền soi, vân vân. Rồi thì các bạn có thể quan sát trên cái màn hình desktop của mình. Ở bên tay trái mình có một cái ảnh gốc. Và ở bên tay phải là một cái ảnh mà mình đã sử dụng cái FX New Print để tạo hiệu ứng. Thì các bạn nhìn thấy nó có cái dạng lưới tổ ong giống như thế này. Các bạn có thể tùy chỉnh cái mắt lưới, tức là cái mức độ của cái hiệu ứng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Thì để tiện cho quá trình demo, mình đã chuẩn bị sẵn một cái quy trình demo ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chèn vào trong cái bàn làm việc một cái phần tử hình ảnh để chúng ta thực hành. Rồi, thì chúng ta sẽ mở Vegas lên này. Ở đây các bạn có thể chèn vào một cái video, một cái hình ảnh, hoặc là một phần tử hình ảnh nào đó. Ở đây thì mình sẽ chọn hình con Nanbo đấy, kéo vào. Rồi các bạn quan sát trên màn hình hiển thị. Cái bước số 2 đó là tạo cái hiệu ứng kiểu lưới tổ ong cho phần tử hình ảnh bằng cách sử dụng FX New Print. Thì để chèn cái hiệu ứng New Print này, các bạn sẽ vào cái tab Video FX. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái tab Video FX ở đây. Sau đó chúng ta tìm đến cái phần New Print. Đây. Các bạn nhấn và giữ chuột trái vào cái phần Default, các bạn kéo vào trong cái phần tử hình ảnh. Thả nó ra. Rồi thì mặc định thì nó sẽ không tác động gì lên cái phần tử hình ảnh của chúng ta. Đến khi nào chúng ta điều chỉnh cho nó mới tác động. Ở cái phần Dot Size nào là chỉnh cái kích thước của cái lưới. Đấy, chúng ta sẽ tăng lên. Cũng có thể nói là đây là điều chỉnh cái mức độ hiệu ứng. Đấy, các bạn nhìn thấy. Các bạn điều chỉnh cho nó phù hợp nhé. Làm sao mà nó vẫn rõ được cái hình của chúng ta. Rồi, như thế này. Ở phần bên dưới này là có một số cái tùy chọn. Ví dụ như Monochrome thì nó là cái màu trắng đen. Đấy. Offset Color nó cũng gần giống như là cái color này. Đấy. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái phần tử hình ảnh gốc này, cái phần tử hình ảnh này đã chỉnh với cái màu gốc của nó. Thì để so sánh thì chúng ta có hai cách để chúng ta so sánh. Cách thứ nhất là chúng ta nhấp vào cái biểu tượng đó là Split Screen View ở đây. Đấy, nhấp vào đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái phần màu gốc. Còn đây là cái hiệu ứng sau khi đã chỉnh. Thì các bạn có thể ở đây nó xuất hiện một cái dấu cộng. Các bạn có thể quét một cái vùng nào đó. Các bạn có thể khoanh vùng. Đây mình sẽ tắt cái bảng điều chỉnh hiệu ứng đi và mình khoanh một cái vùng. Đây các bạn có thể quan sát. Đây, chúng ta có thể khoanh cái vùng ở trên này chẳng hạn. Thì đây là cái màu gốc. Đấy, còn đây là cái hiệu ứng sau khi chỉnh. Rồi, khi không so sánh nữa thì chúng ta tắt đi bằng cách nhấp lại vào nó. Đấy, nhấp vào đây. Cách thứ hai để chúng ta so sánh với cái màu gốc đó là chúng ta nhấp vào cái phần đó là Even FX. Nhấp vào đây. Rồi các bạn bỏ cái tích này đi. Bỏ cái tích ở cái dòng New Print này đi. Tức là cái hiệu ứng nó không được áp dụng. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị ra cái màu gốc của chúng ta. Và khi chúng ta xuất ra phim thì nó cũng sẽ giữ nguyên cái màu này thôi. Chỉ khi nào các bạn tích vào đây thì nó mới áp dụng hiệu ứng. Và khi xuất ra phim thì nó mới có hiệu ứng. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu lại hiệu ứng. Và cái cách trả cái thông số hiệu ứng về mặc định. Thì ở đây ví dụ các bạn điều chỉnh đến mức độ này hoặc là mức độ cao hơn chẳng hạn. Đấy, chúng ta dịch chuyển điều chỉnh đến mức độ đó. Chúng ta thấy cái mức độ này chúng ta thấy là thích chẳng hạn, chúng ta muốn lưu lại để lần sau chúng ta sử dụng khỏi cần phải điều chỉnh nhiều. Thì chúng ta sẽ gõ cái tên vào cái mục preset. Đây chúng ta sẽ bôi đen cái chữ default này đi. Chúng ta gõ vào ví dụ như là hiệu ứng cho con Nanbo. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi các bạn nhấn tiếp vào nút Save để nó lưu lại cái hiệu ứng. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi, xem nó lưu ở đâu. Thì các bạn vào phần New Print, các bạn kéo xuống dưới cùng á, ở phần dưới cùng. Đấy, gần dưới cùng. Thì nó có một cái mới đó là hiệu ứng cho con Nanbo. Đây chính là cái hiệu ứng mà mình đã lưu lại. Lần sau các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ việc cầm nó và kéo vào như bình thường thôi. Rồi bây giờ để trả cái thông số hiệu ứng này về mặc định thì các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng Even FX.
Ở đây thì chúng ta sẽ nhấp đúp chuột trái vào trong cái núm này thì tự động nó sẽ nhảy về cái thông số mặc định ban đầu. Đấy. Ví dụ các bạn có kéo đến đâu đi chăng nữa, các bạn nhấp đúp chuột trái và tự nó sẽ văng về cái thông số mặc định. Thay vì chúng ta phải kéo mà nhiều khi kéo nó còn không chuẩn. Đấy. Thì các bạn nhấp đúp vào là xong. Rồi bây giờ cách hủy hiệu ứng thì cách hủy hiệu ứng chúng ta làm tương tự với tất cả những cái hiệu ứng khác, đó là chúng ta nhấp vào cái nút Remote Selected Blocking thì cái hiệu ứng nó sẽ được hủy. Thì ví dụ như mình kéo nó lên đây, mình nhấp vào đây thì nó sẽ hủy cái hiệu ứng đi, sẽ không còn cái đó nữa. Đấy. Và vừa nãy mình nói là mình đã lưu lại một cái hiệu ứng cho con Conenbo, bây giờ mình kéo vào thì chúng ta có lại được cái hiệu ứng như vừa nãy, chúng ta không cần phải chỉnh nữa, nó tự đặt thông số ở đây luôn rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái hiệu ứng thay đổi theo thời gian. Thì đầu tiên là mình chèn lại hiệu ứng, thì vừa nãy mình đã chèn lại cái hiệu ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn, chúng ta sẽ đến với cái phần thay đổi hiệu ứng theo thời gian, có nghĩa là như thế nào? Thì ở trong trường hợp này, cái hiệu ứng của mình chỉ áp dụng trên một con keyframe thôi. Khi mình play thì các bạn thấy không có điều gì xảy ra cả. Nó chỉ giữ nguyên một cái hiệu ứng như vậy. Bây giờ nếu các bạn muốn nó cái hiệu ứng nó thay đổi theo thời gian, tức là ví dụ ý tưởng của mình là lúc đầu nó sẽ nhòe 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 nhá, sau đó nó sẽ nhỏ dần cái mắt lưới và rõ dần con nano lên, thì mình sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ nhấp vào cái phần Event Epic. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhấp vào cái đồng hồ anime ở đây để chúng ta kích hoạt cái timeline. Đấy. Rồi thì bây giờ cái ở cái con keyframe đầu tiên, các bạn nhớ nhấp vào con keyframe đầu tiên nhé. Nếu ở trong cái chế độ Syncursor đang tắt, đấy, Syncursor đang tắt thì nó sẽ thường nó sẽ tự động đặt ở con keyframe đầu tiên. Còn nếu ở chế độ Syncursor đang bật thì cái kim thời gian nó nhảy lung tung này, các bạn thấy nó nhảy ra giữa không? Các bạn phải nhấp vào con keyframe đầu tiên hoặc là kéo con keyframe đầu tiên, tốt nhất là kéo con keyframe đầu tiên xuống dưới cái kim thời gian để chúng ta quan sát được trên này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng cái mức độ dot size này lên. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ kéo con keyframe lên cái vị trí sau này. Rồi chúng ta giảm cái dot size này về không. Thì khi mà con keyframe di chuyển, cái kim thời gian nó di chuyển từ con keyframe đầu đến con keyframe sau thì chúng ta sẽ được cái hiệu ứng đó, cái hiệu ứng nó giảm dần này, đó nó giảm dần và cuối cùng là nó rõ nhất. Đấy. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo chúng ta chỉ việc kéo cái con keyframe này về đầu. Đấy. Rồi tắt đi, play và cảm nhận. Đây các bạn nhìn thấy có cái hiệu ứng này, đấy. Đấy cũng rất là hay. Rồi bây giờ mình làm lại nhá. Thì bây giờ mình sẽ hủy hiệu ứng này, hủy hiệu ứng đi. Rồi bây giờ mình sẽ chèn lại hiệu ứng từ ban đầu. Đầu tiên là mình cầm cái default mình kéo vào. Đấy. Sau đó các bạn nhấp vào cái biểu tượng anime để kích hoạt timeline. Rồi, sau đó nhấp vào con keyframe đầu tiên, tăng cái mức độ hiệu ứng lên cái mức mà mình muốn. Đấy, ví dụ như này. Sau đó kéo cái kim thời gian về phía sau, chẳng hạn mình kéo đến thời điểm khoảng 2 giây chẳng hạn, thì sau 2 giây thì bức ảnh nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thì mình hạ cái dot size này về không. Đấy. Rồi, tương tự ở đoạn cuối. Nếu mà các bạn muốn ở đoạn cuối nó cũng sẽ từ bình thường cho đến nhòe đi thì chúng ta cũng sẽ tạo keyframe bằng cách là nhấp vào dấu cộng. Thì ở đây chúng ta có thể nhấp đúp vào đây. Nhấp đúp vào đây. Rồi tạo một cái dấu cộng để cho nó tạo ra con keyframe. Thì con keyframe này nó sẽ lưu cái thông số đó là dot size bằng 0, đấy, tức là dạng bình thường. Tức là khoảng thời gian từ con keyframe số 2 đến con keyframe số 3, đấy, cái kim thời gian nó chạy thì cái hình nó diễn ra bình thường ở đây. Các bạn muốn quan sát được hiệu ứng xảy ra theo thời gian thực, các bạn phải nhấp vào cái tính năng Syncursor nhé. Đấy, tức là khi mình kéo này, các bạn thấy hiệu ứng nó xảy ra trên màn hình này luôn. Còn nếu các bạn không nhấp vào đây thì khi các bạn kéo thì các bạn không quan sát được cái hiệu ứng xảy ra trên màn hình này đâu. Đấy, nhấp vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta kéo con kim thời gian gần đến cuối, đừng có kéo đến cuối nhé, kéo gần cuối thôi. Các bạn nhấp vào dấu cộng, sau đó tăng cái thông số dot size này lên. Đấy. Thì sau khi tăng lên thì các bạn có thể kéo con keyframe cuối cùng này về đến sát phần cuối luôn. Rồi bây giờ chúng ta quan sát hiệu ứng xảy ra. Đây tức từ đầu nó sẽ rõ dần, đấy. Sau đó nó sẽ lại nhòe đi. Đấy. Rồi các bạn có thể kết hợp thêm cái hiệu ứng làm mềm. Đấy, làm mềm kéo vào. Rồi play thử. Đấy. Ok. Rồi, ngoài việc cái sử dụng cái Epic New Print này, chúng ta có thể kết hợp với một số cái hiệu ứng khác để thu được cái kết quả tốt hơn. Ví dụ như cái hiệu ứng Black and White, cái hiệu ứng Soft Contrast để chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng phim cổ xưa, những cái hiệu ứng phim trong cái giấc mơ tưởng tượng chẳng hạn. Thì ở đây thì ở đây có sẵn cái Epic New Print rồi. Đấy. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể cầm cái
black and white các bạn kéo vào để tạo cái hiệu ứng trắng đen này đấy, hoặc là cái hủy cái black and white này đi, các bạn kéo cái shop contrast vào, shop contrast, ví dụ mình kéo cái này vào thì chúng ta sẽ được cái hiệu ứng như thế này. Đấy, rất là thú vị, nó giống như cái phim dạng phim cổ xưa vậy đó. Rồi thì ngoài ra là còn rất là nhiều những cái hiệu ứng khác thì các bạn có thể thử phối hợp nó với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng bây giờ mình sẽ ứng dụng cái hiệu ứng này cho cái text. Thì đầu tiên mình sẽ chuột phải vào cái vùng khoảng trống này, mình chọn Insert Text Media. Đấy. Mình chèn một cái phần tử chữ vào, mình gõ chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh kích thước. Có thể chỉnh cho nó dày lên để chúng ta dễ dàng quan sát cái hiệu ứng. Rồi bây giờ như thế này. Mình sẽ sử dụng cái FX New Print. Mình sẽ kéo lên cái phần New Print. Đấy. Mình sẽ sử dụng cái đây, chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng thay đổi theo thời gian. Chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng thay đổi theo thời gian. Thì lúc đầu mình cũng kéo cái default vào này. Rồi. Nhấp vào cái đồng hồ. Rồi tiếp theo chúng ta nhấp vào con keyframe đầu tiên, tăng cái thông số lên. Đấy. Rồi chúng ta kéo cái kim thời gian đến khoảng tầm 2 giây, giảm cái thông số xuống. Đấy. Thì mình sẽ được cái hiệu ứng chữ như sau. Đấy, chữ nó rõ dần. Thì các bạn có thể đổi cái màu chữ để chúng ta có cái hiệu ứng nó đẹp hơn. Ví dụ như màu đỏ, màu vàng đi, viền trắng. Ở đây mình chỉnh màu nó cam cam. Rồi ok, fly thử xem nào. Đấy, có cái hiệu chữ, ứng chữ khá là thú vị. Ở đây có một cái lưu ý, đó là cái con keyframe. Thì như các bạn đã biết trong một cái bài học mình đã nói về cái thuộc tính của keyframe. Bây giờ mình nhắc lại. Khi các bạn nhấp chuột phải vào con keyframe ở cái hạt tròn tròn ở bên dưới này này. Đấy. Nhấp chuột phải vào thì ở đây chúng ta có một số cái lựa chọn, ví dụ như Smooth, Fast, Low, Shape, Hot. Thì chúng ta sẽ chọn, ví dụ Fast tức là nhanh lúc đầu và chậm lúc cuối. Thì cái hiệu ứng nó sẽ xảy ra như thế này. Đây các bạn thấy nó nhanh lúc đầu sau nó chậm dần lúc cuối. Đấy. Còn Slow tức là chậm lúc đầu nhưng mà nhanh lúc cuối. Đây, nó sẽ chậm 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 xong nó nhanh vèo một cái. Đây. Linear. Ví dụ như bình thường là nó có cái linear. Linear tức là nó đều, đều nó xuống, xuống đều hoặc là lên đều. Đấy. Thì các bạn nhớ có thể kết hợp thêm những cái thuộc tính của con keyframe để chúng ta đạt được cái hiệu ứng như ý. Rồi thì đó chính là cái bài học tạo hiệu ứng kiểu lưới tổ ong cho các phần tử hình ảnh bằng cách sử dụng FX New Print. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video hướng dẫn tiếp theo của video Phúc Anh.